Ngày 15 tháng 7, Công ty Cổ phần Đầu tư An Đông và Công ty Cổ phần Bảo trợ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cho biết đang gấp rút xây dựng bệnh viện dã chiến số 5 tại The Garden Mall, trước đây là Thuận Kiều Plaza quận 5, góp phần cùng Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19. Được biết, hai doanh nghiệp này tài trợ toàn bộ mặt bằng và toàn bộ kinh phí xây dựng, cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế để hình thành bệnh viện dã chiến số 5. Bệnh viện dã chiến số 5 dự kiến có sức chứa khoảng 1.000 giường bệnh, được doanh nghiệp đề xuất trưng dụng từ khu căn hộ thương mại, chung cư, phục vụ cuộc chiến chống dịch khẩn cấp của thành phố. Đây là trung tâm thương mại của tư nhân đầu tiên đóng góp cho công cuộc phòng chống dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, đây cũng là khu chung cư thứ 3 trên địa bàn thành phố được trưng dụng làm nơi điều trị cho các bệnh nhân F0. Bên cạnh đó, các căn hộ thương mại kiểu mẫu tại đây sẽ được trưng dụng làm nơi sinh hoạt, nghỉ ngơi của các bác sĩ tham gia phục vụ trong bệnh viện dã chiến này. Các vật dụng như tủ lạnh, tivi, bếp đã có sẵn để các nhân viên y tế sử dụng trong quá trình tham gia điều trị cho các bệnh nhân COVID-19. Ngoài ra, chủ đầu tư cũng đã thiết kế lại nội thất trang trí, phối màu trẻ trung, giúp cho căn hộ đẹp và rộng rãi, thoáng mát hơn, giúp cho nhân viên y tế có được sự thoải mái. Khu căn hộ mẫu của tòa nhà trước đó đã được cải tạo với thiết kế hiện đại, hướng đến đối tượng là các bạn trẻ khởi nghiệp, những gia đình trẻ tự lập, có thu nhập ổn định. Hiện kế hoạch cải tạo đưa vào khai thác 648 căn hộ đã được chủ đầu tư tạm hoãn và chuẩn bị phương án trưng dụng cho những gia đình F1 cần cách ly. Dự kiến bệnh viện dã chiến số 5 với công suất 1.000 giường tại tòa nhà Thuận Kiều Plaza sẽ hoàn thành vào ngày 18 tháng 7. Thuận Kiều Plaza là tòa nhà cao tầng được xây dựng từ năm 1994 đến năm 1999 với diện tích xây dựng khoảng 100.000 m² tại phường 12, quận 5. Đến năm 2015, tòa nhà này được mua lại và đổi thành The Garden Mall. Quần thể công trình này gồm 3 tòa nhà cao 33 tầng với hàng trăm ngôi nhà và các phòng chức năng lớn nhỏ bên trong. Ban đầu, chủ đầu tư đã có phương án sử dụng 3 tòa nhà cao tầng với chức năng nhà ở cho sinh viên và người có thu nhập trung bình. Tuy nhiên, sau đó, công trình này đã được thành phố tạm dừng và ưu tiên trưng dụng để làm bệnh viện dã chiến phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Mặc dù nằm ở vị thế đắc địa và từng có giá thuê đắt đỏ nhất nhì Sài Thành vào khoảng thời gian những năm đầu xây dựng, nhưng vì lý do phong thủy và rất nhiều những câu chuyện ma mị ghê rợn được lan truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác mà giờ đây, Thuận Kiều Plaza đã trở thành địa điểm hoang tàn, vắng vẻ, thậm chí là ám ảnh đầy rùng rợn và được gán cho cái tên đầy tâm linh, ba cây nhang giữa lòng Sài Gòn.